Xin kính chào quý cô chú anh chị, các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Thủy Lê Shop. Hôm nay em lên video sau thời gian rất là lâu rồi. Thì em cũng rất là về hàng thường xuyên, nhưng mà em có chủ yếu là đăng bên kênh Gốm Nhật Đẹp Lạ. Thì các bác chú ý đón xem, theo dõi để nhận được thông báo và mỗi khi em phát livestream hoặc là đăng video mới với rất là nhiều món hàng đẹp độc lạ từ Nhật Bản, các nước châu Âu như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Hà Lan, những nước rất là nổi tiếng về những cái sản phẩm gốm sứ để làm decor, hoặc các bác có thể mua để sử dụng hoặc làm decor trang trí ngôi nhà. Rất là nhiều đồ đẹp, rất là nhiều hãng, hàng xưa cũng có và dòng mới cũng có. Đây, đây là một bộ trà rất đẹp, chuyện xưa Bavaria Đức. Đấy, họa tiết là vẽ tay nha các bác. Họa tiết là vẽ tay. Sản phẩm được nung rất là nhiều lần, vẽ tại rất là nhiều lớp đến độ hoàn hảo nhất định thì tạo ra một tác phẩm rất là có giá trị về thời gian và sưu tầm nha các bác. Đấy. Bộ trà Bavaria Đức, tem xanh lá. Đấy, những chiếc đĩa vẽ tay, những chiếc ấm trà họa tiết vẽ hoa hồng của nghệ nhân ạ. Xưa rồi, những bộ trà của nhà Roland Nebel như các bác, dòng Old Country Rose. Đấy, một cái bộ hoa chin, dòng hoa chin họa tiết là chim và hoa, rất là nhiều hoa luôn các bác. Tem xưa nhá, chuyện xưa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, những cái sản phẩm gốm sứ đa phần là những cái sản phẩm gốm sứ rất là có chiều sâu và dành cho những bác nào mà yêu thích cái đẹp và yêu nghệ thuật. Đấy, những tác phẩm phải nói là rất là có chiều sâu, rất có hồn luôn các bác. Bông hoa hồng không chỉ đơn giản là những bông hoa hồng, nghệ nhân họ, đây là của nhà Limoges nhá, chiếc này của nhà Limoges. Đây các bác, nghệ nhân họ dành rất là nhiều. Đấy, tâm huyết cũng như thời gian để vẽ lên những chiếc tô này nha các bác. Có ba cái chân ạ. Đấy, vô cùng đẹp. Ngoài ra thì em có những chiếc đĩa tranh. Đấy, rồi những chiếc điện thoại vẫn sử dụng và decor được nha các bác. Rồi những cái sản phẩm, đây là pha lê ạ. Rồi những chiếc ly, những chiếc ly này thì các bác có thể sử dụng để ăn kem sinh tố hay là mình cắm hoa cũng được. Cái này là của pha lê của tiệp nhé các bác, và vẽ họa tiết vẽ nổi, màu chủ đạo là màu xanh vẽ vàng. Đấy, rất đẹp. Em có một bộ trà vẽ tay hàng xưa rất là xuất sắc luôn các bác, đẹp vô cùng luôn. Một chiếc bình nhà Limoges vẽ cúc đại đoá, và bên em cả đồ Nhật nữa nha các bác. Đấy, rất là nhiều đồ đẹp. Thì em sẽ up video mới và live stream trực tiếp trên kênh Gốm Nhật Đẹp Lạ. Và em sau khi em về em khui hàng ra thì em sẽ đăng video lên kênh Thủy Lê Shop và kênh Gốm Nhật Đẹp Lạ. Các bác nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất, những cái để cùng em giao lưu và ngắm những cái tác phẩm nghệ thuật nhỉ. Đây là một set trà dáng Avon, vẽ tay hoàn toàn luôn như các bác. Duy nhất có một set, và set này được vẽ, nghệ nhân họ vẽ full cả trong và ngoài. Các bác nhìn những cái set trà phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn. Em không có nói quá đâu ạ. Khi các bác nhận cái set này thì các bác sẽ tự cảm nhận tại sao mà nó lại đẹp đến vậy. Mặc dù là hàng xưa nhưng mà nó rất là xuất sắc luôn. Khoảng Roland Nebel nhá. Đấy, sứ rất là đẹp luôn, cả đĩa và cả chiếc tách luôn. Và em còn thêm bộ trà xưa như này. Đây các bác,
những cái tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian và vô giá luôn ạ. Và ngoài ra em có những chiếc bình rượu. Đây là một chiếc bình Kutani, người ta gọi là bình chim hót đấy các bác, của Nhật Bản, rất là đẹp luôn, được vẽ tay hoàn toàn nha các bác. Bác nào mà thích sưu tầm hàng độc lạ thì không để bỏ qua những cái tác phẩm như này. Và đây là một chiếc đĩa được nghệ nhân vẽ tay hàng xưa nha các bác, hàng xưa, chiếc đĩa được vẽ tay, các bác nhìn những cái nét mực này đấy, với những bông hoa, những họa tiết phong cảnh rất là đẹp luôn. Các bác có thể trưng làm đĩa tranh đấy, chuyện xưa nha. Và ngoài ra là em có được sở hữu những chiếc bình bông được vẽ tay bởi những nghệ nhân rất là nổi tiếng và những cái giai đoạn rất là xưa nha các bác. Có nhìn thấy vậy thôi nhưng mà đây là những chiếc bình xưa nhỉ, không phải dòng mới ạ. Nó cũng giai đoạn tầm từ 1900, có cái còn sâu hơn ạ. Những cái kỹ thuật họ vẽ sau đó đem đi nung rồi lại vẽ và lại nung như các bác, để tạo cho cái độ giữ màu sắc và giữ cái men được đẹp và bền với thời gian các bác. Họa tiết chủ yếu là hoa hồng rồi các loại hoa, nhưng mà em thấy như những sản phẩm bên em thì chủ yếu là nhiều bác rất là ưa chuộng hoa hồng. Bản thân em cũng rất là thích hoa hồng, mê lắm các bác, mê cực kỳ luôn đấy. Và ngoài ra đây là những chiếc đĩa vẽ tay, những cái họa tiết chùm nho màu tím, rồi những chiếc bình được làm thủ công vẽ nổi cộm nha các bác, đẹp xuất sắc luôn đấy. Chiếc ấm hoa hồng vẽ tay với rất nhiều bộ trà, bộ cà phê, rồi pha lê đấy. Pha lê em về là một bộ pha lê màu trắng, bản siêu hiếm luôn các bác, rất là hiếm nhé. Pha lê đỏ xanh vàng thì các bác nhìn thấy rồi, nhiều rồi, nhưng mà cái pha lê màu trắng sữa và vẽ vàng với cả vẽ hoa nổi trên này rất là hiếm khi săn được ạ. Và đặc biệt bộ này lại đủ 6 cái ly. Bộ này thì các bác có thể uống sinh tố này, trưng đề co này, hoặc là mình sưu tầm bày lên rất là đẹp, làm cho cái căn nhà mình trở nên sang trọng và đẳng cấp đấy. Và ngoài ra này em về là một chiếc bình này là vẽ tay hoàn toàn nha các bác. Một chiếc bình này thì là bên nước ngoài họ sử dụng để uống chocolate nha các bác. Cái vàng này rất là đẹp luôn, vàng dày cộp luôn, cái nắp đấy. Cái này như là còn đang thiếu mấy set trà chưa về đó đấy các bác. Vẽ cả mặt trước và mặt sau, bác nhìn thấy nó như một cái bức tranh, một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ những bác nào mà yêu nghệ thuật và đặc biệt là yêu gốm sứ, và đặc biệt nữa là gốm sứ châu Âu, thì các bác sẽ cảm nhận được hết những cái đẹp của nó đấy. Nên là những cái tác phẩm này thì chắc chắn là không bao giờ rẻ. Có những cái tác phẩm vẽ tay giá rất là cao luôn các bác. Có thậm chí những chiếc bình của em kia, có những chiếc bình giá này là cũng không phải là quá cao. Nhưng mà các bác nếu như các bác chơi hàng Âu, các bác cảm nhận và hiểu hết được cái giá trị của nó thì các bác sẽ thấy nó rất là hợp lý ạ. Còn những cái chiếc bình mà tại sao lại có những chiếc bình mà có giá bán cũng tầm với kích thước đấy mà giá nó rất là rẻ, thì nói chung là nó cũng tất cả ấy, nó cũng đều có cái giá trị riêng của nó ạ, tùy theo độ cảm nhận của mỗi người thôi ạ. Đấy. Và những chiếc bình này á, nếu như các bác muốn tìm một cái tác phẩm mà nó y hệt như vậy sẽ rất là khó luôn, em đảm bảo. Nó có thể na ná nét vẽ giống nhau, hoặc là na ná cái kiểu dáng bình, nhưng cái nét vẽ thì sẽ không thể nào giống nhau 100% nha các bác. Em bảo đảm luôn, các bác cứ tự tìm hiểu và tự nghiên cứu ạ. Đấy. Cùng là hoa hồng nhưng mà không phải cái nào cũng y hệt nhau. Đấy, nên là đây, chiếc bình của nó đẹp xuất sắc luôn. Đây là một chiếc đĩa tầng nhá.
rất là nhiều sản phẩm đẹp. Thì các bác nhớ đón theo dõi kênh Gốm Nhật Đẹp Lạ, đăng ký kênh Gốm Nhật Đẹp Lạ cũng như kênh Quỷ Lý Shop của em để nhận được những cái video mới và nhận được những cái thông báo mỗi khi em phát livestream trực tiếp ạ. Em cảm ơn các bác. Chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe ạ. Tạm biệt các bác ạ.